nguồn lây dịch bệnh bạch hầu có thể là người bệnh. Người lành mang trùng nên nhiều khi chúng ta không biết bị lây từ nguồn nào. Nguy hiểm hơn, người mắc bạch hầu có thể bị các biến chứng như tắc nghẽn đường hô hấp do giả mạc từ hầu họng lan xuống, viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim, liệt do tổn thương các dây thần kinh vận động. Dịch bệnh bạch hầu khó xác định nguồn lây, nhiều nguy cơ biến chứng. Ngày 9 tháng 7, liên quan tới việc tại tỉnh Nghệ An và Bắc Giang vừa ghi nhận 2 ca mắc bệnh bạch hầu, trong đó có 1 ca tử vong tại Nghệ An và nhiều trường hợp nghi nhiễm do tiếp xúc gần với ca bệnh. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua đường hô hấp theo hình thức giọt bắn, có thể lây trực tiếp do tiếp xúc với người bệnh khi nói, ho, hắt hơi, hoặc gián tiếp qua tiếp xúc với các dịch tiết chứa vi khuẩn từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân. Nguồn lây có thể là người bệnh, người lành mang trùng nên nhiều khi chúng ta không biết bị lây từ nguồn nào. Tuy nhiên, những trường hợp đã tiếp xúc với ca bệnh vừa qua cũng không nên quá lo lắng. Những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh sẽ được uống thuốc kháng sinh dự phòng để diệt ngay vi khuẩn bạch hầu và không trở thành nguồn lây bệnh cho người khác. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, tại Việt Nam, trước đây bệnh bạch hầu lưu hành phổ biến nhưng từ khi vaccine phòng bạch hầu được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, dịch bệnh nguy hiểm này đã được kiểm soát. Hàng năm chỉ ghi nhận các trường hợp mắc lẻ tẻ do không tiêm vaccine và thường xảy ra ở các khu vực vùng sâu, vùng xa nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Tuy số ca mắc không cao nhưng cũng không được chủ quan vì đây là dịch bệnh dễ lây lan. Nguy hiểm hơn, người mắc bạch hầu có thể bị các biến chứng như tắc nghẽn đường hô hấp do giả mạc từ hầu họng lan xuống, viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim, liệt do tổn thương các dây thần kinh vận động và tử vong. Liên quan tới ca mắc bệnh bạch hầu ở Bắc Giang là chị B, 18 tuổi, tạm trú tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, thường trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Qua giám sát dịch tễ cho thấy, ca bệnh này đã di chuyển tới nhiều địa điểm và có tiếp xúc nhiều người. Cụ thể, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 7, ngoài một số quán karaoke trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, thì chị B có di chuyển đến quán karaoke 1990 ở thôn An Lạc, xã Trung Giả, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vào khoảng từ 19h30 phút tới 23 giờ ngày 4 tháng 7. Bộ Y tế khuyến cáo, người dân cần đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu theo lịch tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, ho, sốt, mọc hạch ở cổ, kéo giả mạc ở họng, amidan, bệnh nhân phải tới ngay cơ sở y tế để thăm khám. 8 trên 15 mẫu xét nghiệm của tỉnh Bắc Giang âm tính với bệnh bạch hầu. Ngày 9 tháng 7, ông Lê Tiến Cương, Phó Giám đốc CDC tỉnh Bắc Giang cho biết, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có kết quả xét nghiệm 8 trên 15 mẫu mà CDC tỉnh Bắc Giang gửi để giám định bệnh bạch hầu. Kết quả, đến ngày 9 tháng 7, cả 8 mẫu đều có kết quả âm tính, 7 mẫu còn lại chưa có kết quả do đơn vị này mới gửi để xét nghiệm. Trước đó, như báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, ngay khi nhận được thông báo của CDC tỉnh Nghệ An về hai cô gái sinh năm 2006, tiếp xúc gần một ca bệnh đã tử vong do bệnh bạch hầu. Vừa rời huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đến huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, CDC tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với hai cô gái này. Kết quả, phát hiện một trường hợp dương tính F0 với bệnh bạch hầu là chị B, sinh năm 2006, quê ở xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. Vì vậy, CDC tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương đưa chị B đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội để cách ly, điều trị, đồng thời tiến hành truy vết để lấy mẫu xét nghiệm đối với 15 trường hợp F1 đã tiếp xúc gần với chị B. Đến nay, CDC tỉnh Bắc Giang và Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang đã lấy mẫu lần 2 đối với cô gái còn lại là chị S, cùng sinh năm 2006, cùng quê ở xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn với chị B và lấy mẫu lần 1 đối với 15 trường hợp F1. Phó Giám đốc CDC tỉnh Bắc Giang cho biết, mặc dù 8 trường hợp đã có kết quả âm tính với bệnh bạch hầu, nhưng các trường hợp F1 này vẫn phải cách ly, theo dõi sức khỏe và cần được điều trị dự phòng bằng kháng sinh trong vòng 7 ngày, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày để đảm bảo chắc chắn an toàn với bệnh bạch hầu. Thông tin từ tỉnh Bắc Giang cho biết,
cơ quan chuyên môn vừa phát hiện một nữ bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu làm việc tại một quán karaoke ở Bắc Giang, lây nhiễm từ một bệnh nhân khác ở Nghệ An, đã tử vong. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang xác nhận thông tin này. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bắc Giang vừa nhận được thông tin từ CDC tỉnh Nghệ An về một bệnh nhân đã tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An xác định có 2 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh ở huyện Kỳ Sơn. Hiện 2 trường hợp này đang tạm trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, gồm B và S, cùng sinh năm 2006, trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Ngay sau khi nhận thông tin, CDC tỉnh Bắc Giang đã điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm để giám sát. Bước đầu cơ quan chuyên môn xác định, từ ngày 25 đến 28 tháng 6, B và S về quê ở Kỳ Sơn, Nghệ An, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ở cùng phòng với ca bệnh tử vong ở huyện Kỳ Sơn. Đến ngày 1 tháng 7, cả hai bắt xe từ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An ra huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, làm việc tại một quán karaoke ở thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh. Đến ngày 5 tháng 7, khi biết thông tin bạn cùng phòng bị tử vong do bị bệnh bạch hầu, đồng thời có biểu hiện đau họng, cả hai trường hợp B và S đã chủ động ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống. Qua lấy mẫu xét nghiệm, chiều ngày 7 tháng 7, cơ quan chuyên môn xác định B đã bị dương tính với bệnh bạch hầu. Hiện S và các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh được cơ quan chuyên môn thu dung và đưa vào khu vực cách ly. Bộ Y tế yêu cầu ngăn chặn khẩn dịch bệnh bạch hầu. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 7, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh Nghệ An, Bắc Giang và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh bạch hầu sau khi ghi nhận một ca tử vong và một ca mắc do tiếp xúc gần. Để phòng chống bệnh bạch hầu và ngăn chặn, không để dịch bệnh bạch hầu lan rộng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế hai địa phương trên tăng cường rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh bạch hầu, giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh tại ổ dịch và tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm xác định kịp thời trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, tổ chức điều tra và điều trị kháng sinh dự phòng cho tất cả các trường hợp tiếp xúc gần theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, các địa phương đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, phân luồng khám, phân tuyến điều trị bệnh nhân, thiết lập khu vực riêng khám, cách ly điều trị, cấp cứu bệnh nhân, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế việc chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên khi không cần thiết, rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine phòng bệnh bạch hầu ở tất cả các xã, phường và tổ chức tiêm bổ sung, tiêm vét, nhất là tại các địa bàn có lưu hành bệnh bạch hầu và có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Bộ Y tế cũng đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh bạch hầu và chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trước đó, vào sáng ngày 8 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông báo ghi nhận một bệnh nhân 18 tuổi tử vong do bệnh bạch hầu là chị C ở bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. Bệnh nhân khởi phát bệnh từ ngày 24 tháng 6 với biểu hiện sốt, ho, đau họng, tự mua thuốc điều trị nhưng không đỡ. Sau đó, bệnh nhân được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị. Nhưng do nhiễm bạch hầu ác tính, biến chứng viêm cơ tim, suy đa tạng nên bệnh nhân đã tử vong vào sáng ngày 5 tháng 7. Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xác định có 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân từ lúc khởi phát bệnh đến lúc tử vong. Trong khi đó, CDC tỉnh Bắc Giang đã xác định được ca bệnh bạch hầu đầu tiên ở địa phương là chị B, 18 tuổi, ở thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, thường trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Chị B là một trong số các trường hợp tiếp xúc gần với ca tử vong do bệnh bạch hầu nêu trên tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Hiện nay, chị B đã được Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đưa lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Do hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không còn huyết thanh kháng độc tố bạch hầu.